Úc Mini tên thật là Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 95, cao 1m07, quê Kiên Giang. Ngoài làm YouTube, cô còn được nhiều người biết đến nhờ chuyện tình cảm đầy trắc trở với Khánh. Dù đã chuyển đến sống cùng nhau, thế nhưng cặp đôi vẫn bị gia đình Úc Mini cấm cản, thậm chí còn không dám bước vào nhà. Điều này dần thay đổi khi nữ YouTuber quyết định mở lòng tâm sự với bố mẹ. Mới đây, Khánh được gia đình bạn gái đồng ý cho đến nhà. Chia sẻ trên kênh YouTube, Úc Mini cho biết nhà cô và Khánh chỉ cách nhau 3 tiếng lái xe. Tuy nhiên vì vấn đề cá nhân nên chuyện tình cảm của cô không được gia đình ủng hộ. Anh Khánh cũng không dám vào nhà gặp bố mẹ Úc Mini. Mấy ngày Tết, Úc Mini đã quyết định chia sẻ cảm xúc, cố thuyết phục gia đình. Khi biết bố mẹ đồng ý gặp Khánh nói chuyện, cô liền nhắn ngay với bạn trai. Ngay mùng 1 đầu năm mới, bạn trai của Úc Mini đã tự mình lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ từ Cần Thơ lên đến Kiên Giang. Khi gặp được bạn gái, anh vừa vui vừa lo lắng không thôi. Lần đầu được vào nhà bạn gái, anh Khánh không khỏi vui mừng. Khi biết bố của Úc Mini đồng ý cho cả hai qua lại với nhà tư cách bạn bè, hỗ trợ làm YouTube, anh lộ rõ sự mãn nguyện, anh tâm sự. Con cũng cảm ơn bác trai vì đã cho con cơ hội để trò chuyện với bác. Qua lời bác nói thì con cũng mong bác cho hai đứa con được làm bạn để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Con mến Úc vì Úc sinh ra đã thiệt thòi, con dành hết lòng để mến Úc. Phụ được gì thì con sẽ phụ, tình bạn thì vẫn có thể chăm sóc nhau đến già cũng được, con giờ chỉ mong bấy nhiêu đó thôi. Bên cạnh đó, bố Úc Mini cũng mong con gái thường xuyên về nhà hơn, bởi ông không muốn người xem đánh giá không hay về gia đình mình. Trước vấn đề này, Úc Mini cũng giải thích, cái này cũng có nhiều sự hiểu lầm. Lúc bố mẹ không còn ở đây, anh Khánh có tới chơi mà vì không hiểu nhau nên mấy anh chị trong nhà có vẻ không thích anh Khánh. Thấy vậy con cũng cảm thấy buồn vì con nghĩ chắc anh chị không muốn Khánh xuất hiện ở đây. Vì vậy con mới về nhà cùng anh Khánh cũng là để tiện quay phim làm việc nữa. Chỉ mới vài ngày trước đó, Úc Mini và Khánh còn tuyên bố sẽ không quay clip nào liên quan đến chuyện tình cảm của bản thân nữa, bởi vấn đề này chỉ đem đến những nỗi buồn, rất khó giải quyết để làm vừa lòng cả hai bên. Cặp đôi cũng tâm sự thẳng thắn rằng mình chưa hề nghĩ đến chuyện lập gia đình, có con cái. Khánh còn thừa nhận bản thân không hy vọng gia đình Úc Mini sẽ coi mình là thành viên trong gia đình, vì anh hiểu điều đó rất khó đối với họ. Nếu tiếp tục thuyết phục chỉ khiến gia đình bạn gái thêm buồn lòng hơn. Vì vậy các anh và Úc Mini đều chấp nhận điều này. Chỉ cần được ở bên đồng hành cùng nhau, làm bạn bè cũng vẫn mãn nguyện. Qua những gì Úc Mini và Khánh đã làm, có thể thấy cả hai rất yêu thương nhau. Dù gia đình cấm cản, dân tình không ngừng soi xét, đánh giá không tốt, thế nhưng lúc nào cặp đôi cố gắng động viên, an ủi nhau. Mong rằng sự chân thành của họ sẽ sớm có được kết quả như ý muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.